Truyền thuyết kể rằng trên vô tận tiên phong, ở tận cùng thế giới có một vị hỗn độn trí tôn. Thực lực cảnh giới của hắn sâu khó lường, trên đời này không ai có thể đấu lại hắn. Mấy vạn năm nay hắn tung hoành thế gian, làm theo ý mình, việc ác từng làm nhiều không kể hết, ai nghe thấy danh hiệu của hắn đều sẽ tránh xa thật xa. Có người vì sợ hãi phụng hắn làm thần minh, cũng có người dùng danh hiệu của hắn để ngăn cản trẻ em khóc đêm. Hắn nhận vô số đệ tử, cường giả đỉnh cao thiên hạ không ai không ra từ dưới chướng hắn, từ ma đạo nhật thiên môn ma tôn đến đông phương yêu đế tây phương thần hoàng luân hồi diêm quân thậm chí đến tiên đạo chính thiên minh minh chủ đều từng là đệ tử của hắn lúc này một hỏa diễm khủng khiếp đang lao đi trong không khí với tốc độ chóng mặt nó nhắm thẳng đến đỉnh của ngọn vô tận tiên phong mà công phá một tiếng đùng chấn động vang lên khiến những sinh vật xung quanh thất điên bát đảo lật mật thu mình ẩn náu trên đỉnh phong một thiếu niên khôi ngô trong bộ dạng ngáy ngủ một tay đỡ lấy cầu hỏa diễm khổng lồ một tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài nhàn nhã không ai bằng mà người ngầu như vậy lại không ai khác. Đúng vậy, chính là ta, đạo minh tử, cũng là chính thiên minh tổ sư, ma minh vinh dự minh chủ, chủ yêu đế, kiêm thượng đế, phong đồ đại đế, hỗn độn trí tôn. Sau đó không cần tốn nhiều lực chỉ với cái phất tay nhẹ nhàng, đạo minh tử liền đẩy cầu hỏa của đối thủ bay ngược lên trên. Đạo minh tử thần sắc có chút mệt mỏi do chưa ngủ đủ giấc, nheo nheo mắt trách móc, cho dù muốn giết vi sư cũng đừng mở lớn lung tung chứ. Đà thương hoa cỏ vô tội thật là không tốt, bên trên đầu anh sấm sét không ngừng bùa vây liên tục đánh xuống ẩm ẩm. Đạo Minh Tử thái độ rừng dưng nhẹ nhàng nói tiếp, đi thôi, các đồ nhi thân yêu của ta. Trước mặt anh lúc này là một rừng vây công của Phi Châu và một con dao long hung hãn. Một tên quân sĩ lo lắng bẩm báo với vị thống lĩnh đứng trước mũi thuyền, nguyên soái địa tinh thiên kiếp của chúng ta bị ma đầu đó đánh bay rồi. Vị nguyên soái với gương mặt dày dạn phong trần cất tiếng nói, nếu mức độ này đã có thể giết hắn. Vậy bổn soái cũng không cần đích thân ra sân rồi, vị này chính là một trong số những đệ tử của đạo minh tử khôn nguyên hỷ tôn hứa thái hứa thái nhắm mắt lại làm rơi ra một giọt lệ trong suốt như pha lê rồi xót xa nói tiếp không hổ là sư phụ của ta khiến người ta chấn phục đáng tiếc đáng tiếc tặc lưỡi cảm thán xong hứa thái bất đắc dĩ dẹp bỏ tình riêng mạnh mẽ la lên kêu gọi chúng tướng nghe lệnh ma đầu trên vô tận tiên phong này hủy đi đại trận hộ quốc của ta hôm nay bổn soái muốn giết ma đầu cho thánh thượng bảo vệ sơn hà ta các tướng sĩ như được sốc dậy tinh thần ngay lập tức hưởng ứng hết vang trời giết ma đầu bảo vệ sơn hà ta nghe hào khí chém ma đầu bảo vệ sơn hà ta của đám quân sĩ đạo minh tử khẽ nhếch môi cười châm biếm gây ra động tĩnh lớn như vậy cảnh tượng lớn thật đấy hứa thái ngươi muốn tu vi của ta vậy sao chợt một vị phật giả lên tiếng ngăn cản a di đà phật a di đà phật hứa thái sư huynh khoan hãy dùng đại quân của huynh để tránh gây thương vong vô ích hứa thái nghe xong có chút khựng lại trên đôi mắt phảng phất đau thương vẫn còn đọng lại một giọt lệ chua chát đáng lòng vị phật giả ngồi xếp bằng hai tay chấp niệm lại cất lời đề nghị để bần tăng thử ma đầu này trước để hắn giao ra phật bảo bị trộm ma đầu này từng điểm hóa đời người của ta niệm ân tình giao phật bảo ra bần tăng có thể tha cho hắn một mạng vị này cũng là đệ tử của đạo minh tử nộ mục la hán gia kháng đạo minh tử hướng mắt về phía vị phật giả rồi dở giọng ca thán diễu cợt ai ra ra cái này e là có hơi khó nhưng số Phật bảo đó của các người không đáng tiền. Mất rồi thì mất rồi. Trong đầu của Đạo Minh từ lúc này đang trả lại hình ảnh của khoảng thời gian trước. Mấy thứ đó đều bị ta bán cho bọn lão địa chủ nổ vàng rồi. Sao trả cho người? Trong lúc Đạo Minh Tử còn đang bận tâm với suy nghĩ trong đầu thì một nắm đấm khổng lồ đã lao đến trước mặt anh. Gia Kháng vừa nhảy bổ về phía Đạo Minh Tử vung quyền sấm sét vừa hét lên đầy quyết tâm, ma đầu nạp mạng đi. Lúc này một cỗ khí tức xanh lam bùng ra như lốc xoáy đối kháng với khí tức kim sắc của vị Phật giả đạo minh tử ngắn gọn khen ngợi quyền tốt khiến gia kháng trợn mắt kinh ngạc nhìn đạo minh tử chỉ dùng một ngón tay đã có thể đỡ được đòn đánh cực mạnh của mình đã vậy còn buông lời châm chọc nhưng chỉ dựa vào chân tay thì không giết được vi sư nha gia kháng giận run người kêu lên cái gì đúng lúc này có một hư ảnh bàn tay màu tím nắm lấy vai đạo minh tử khiến anh giật mình ngó sang rồi anh thốt lên đầy ngạc nhiên ồ ra ra khi trông thấy thêm nhiều cánh tay nữa cùng lúc chụp lấy thân thể và tay chân của mình một nữ nhân có mái tóc xanh lam xuất hiện với chiếc ô trên tay nói như thông báo ân sư mệnh số của người đã tận thiếp đến đón người về địa phủ nàng ta cũng là đệ tử của đạo minh tử luân hồi diêm quân y linh đạo minh tử ngoái đầu lại tỏ ý giễu cợt hỏi ô ô cơ thể không giết chết được ta nên muốn trực tiếp câu hồn của ta sao gia kháng thích thú cười khà khà bảo làm tốt lắm y linh đồng thời lấy ra khúc gỗ dẹt nhọn một đầu như cây bút trì sau đó không chút chần chờ ra kháng đẩy khúc gỗ về phía thân người đang bị câu hồn giữ chặt của đạo minh tử nhìn khúc gỗ đang cắm vào giữa lồng ngực mình đạo minh tử mặt không chút biến sắc thậm chí còn tỉnh bơ ca ngợi hay cho một tay phong ma trù đệ tử giấu đồ nha bỗng nhiên trong không trung lại vang lên một tiếng nói trầm bổng khác ai ra ra sao sư tôn bị bắt rồi chợt một nữ nhân tóc trắng có tạo hình ma quái và trang phục thiếu vải xuất hiện cũng là đệ tử của đạo minh tử hồn thế ma tôn môn chủ nhật thiên môn Lý Thiết Uẩn đưa tay che miệng cười ma mị nói, các người nhẹ chút, đừng làm tổn hại cơ thể của người. Cô ta lấy móng tay nhọn hoác của mình khẽ vuốt chiếc lưỡi nhấp nháp nói tiếp, sư tôn yên tâm, thi thể của người sẽ được người ta luyện thành con rối. đêm đêm hầu hạ. Sư nữ này của người ta là để dành cho người đấy, vừa nói Lý Thiết Uẩn vừa đưa tay ve vuốt ma văn trên vùng bụng của mình. Đạo Minh Tử không tỏ thái độ gì là bực bội, ngược lại còn cười âu yếm bảo, thật là làm khó thiết trì còn nhớ vi sư bị gọi sai tên dù rất tức giận nhưng cô ta vẫn vuốt cầm đạo minh tử mà cười tươi nũng nịu người ta tên thiết uẩn không tên thiết trùy nhà đạo minh tử giả vờ cảm động đến phát khóc nói hu 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 nhớ nhung của đồ đệ hại vi sư sắp rớt nước mắt rồi nhưng sư tỷ của các người không giống như sẽ chừa toàn thay cho vi sư lời anh vừa dứt thì một đạo lôi khủng bố từ trên cao quét mạnh xuống một nữ nhân với gương mặt lạnh lẽo u ám cơ thể được bao phủ bởi những tia xét hiện ra nói với giọng thù nghịch sở thăng bổn cô nương đã cho ngươi vô số cơ hội quay đầu rồi sự xuất hiện của cô gái này khiến y linh và lý thiết uẩn có phần khép nép nhưng đạo minh tử vẫn thản nhiên như không giọng cô gái lại vang lên đầy ngập ngừng hôm nay vì thiên hạ thương sinh ta sẽ không chừa mạng cho ngươi nữa nữ nhân vừa phát ra mấy lời lạnh lùng nhưng gương mặt lại biểu lộ rõ ý không nỡ xuống tay này là đệ tử của đạo minh tử minh chủ chính thiên minh ngũ linh kiếm tiên chỉ hiểu hiểu đạo minh tử nghe xong khẽ nhắm mắt thở ra nói xem ra lần này vi sư thật sự bị bắt rồi rồi anh nói tiếp bằng giọng buông xuôi phó mặc. Các đệ tử đáng yêu của ta, muốn chém muốn giết tùy các con, vi sư sẽ không phản kháng. Nghe đạo minh tử chấp nhận đầu hàng dễ dàng, chỉ hiểu hiểu tròn mắt ngơ ngác, hỏi lại với vẻ xúc động. Thật, thật không? Sư tôn đây là nhận thua rồi sao? Đạo minh tử đột nhiên lấy tay kéo mí mắt dưới của mình xuống cười lớn đáp. Đương nhiên là giả, sao ra có thể nhận thua được chứ? Hẹn gặp lại, ra out đây. Nói xong đạo minh tử cũng dần biến mất trong không khí chỉ còn lại phong ma trù của gia kháng nằm chơi trọi bất lực giữa hư không bốn người đệ tử trợn mắt nhìn vào khoảng không chính giữa không hẹn mà kêu lên biến mất rồi lý thiết uẩn tỏ vẻ cay cú nhưng cũng thật tâm dành lời khen tặng cho đạo minh tử ai ra không ngờ vậy cũng có thể để hắn chạy sư tôn quả nhiên thần thông quảng đại lần trước từ biệt là mấy trăm năm trước rồi sư tỷ tỷ nói sau này chúng ta còn có thể bắt được hắn không vừa hỏi lý thiết uẩn vừa liếc mắt nhìn sang chỉ hiểu hiểu biểu cảm sững sờ kêu lên sư tỷ thấy cô gái này không nói không rằng mà tự dưng nghẹn ngào khóc nấc lên lý thiết ẩn trợn mắt hoang mang gọi to hơn sư sư tỷ lý thiết ẩn lấy tay vuốt tóc chỉ hiểu hiểu mỉm cười cảm thông an ủi được 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 sư tỷ ngoan sư tỷ đừng khóc y linh cũng nhanh tay chia sẻ khăn tay sư tỷ chỉ có ra kháng không biết làm gì hai tay lóng ngóng tinh thần căng thẳng mồ hôi tuôn như tắm chỉ hiểu hiểu khóc lớn hơn những giọt nước mắt tức tuổi nghẹn ngào ràn rụa trên gương mặt đau khổ xinh đẹp Lý Thiết Uẩn nhìn cảnh bi lụy này bất giác thở dài nói với chính mình, thích sư tôn như vậy lại không chịu nói ra, thật là cứng họng hủy cả đời. Chuyển cảnh đến một căn phòng bừa bộn nhếch nhác. Sau khi chiến thắng trò chơi trong máy tính, cậu thanh niên mệt mỏi bật ngửa người ra sau ghế, há miệng ngáp một tràng chảy cả nước mắt miệng lẩm nhẩm nói, bảy ngày liền cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ chơi cha này. Cậu đưa tay che miệng ngáp, khẽ nhau cặp mắt thâm quầng như cú vọ cảm giảm một mình. Trò chơi rách vừa thối vừa dài còn không thể lưu nếu không phải vì phần thưởng thần bí này thì lão tử sớm xóa ngươi rồi tên của cậu là sở thăng một tử trạch mẫu phẩm đức tốt một tuần trước tự nhiên trên máy tính của cậu nhảy ra một trò chơi tên hệ thống tu tiên toàn năng và lúc cậu định xem nó như phần mềm rác mà xóa đi thì phát hiện chỗ khác biệt của trò chơi này trò chơi này xưng là nếu người chơi có thể công lực toàn bộ vai nữ sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ thì có thể nhận được phần thưởng thần bí cuối cùng cậu vẫn chọn giữ lại chơi thử đương nhiên chỉ là vì phần thưởng thần bí đó nói khác đi mấy cô gái đó cũng hợp với xp của cậu để lấy được phần thưởng với hiệu suất cao nhất cậu hóa thân thành đạo minh tử ở trong game có thể nói là dùng đủ mọi cách cậu nhớ trong phân cảnh chỉ hiểu hiểu một mình đối phó với quái vật đạo minh tử có mặt nhưng không giúp ngay mà lén lút núp phía sau một tảng đá lớn che miệng cười hí hửng không uổng ta phí tâm tư cố ý dụ quái vật đến đợt này chờ cô ta không cầm cự được mới đi cứu chắc có thể tăng không ít độ thiện cảm không lâu sau chỉ hiểu hiểu bị đạo minh tử chinh phục hoàn toàn cô đứng e ấp nói với vẻ ngần ngại bẽn lẽn đồ ngốc cảm ơn ngươi đã cứu ta tuy hơi đường đột nhưng có một vấn đề muốn hỏi ngươi giả dạ, giả sử như có một cô nương rất có thiện cảm với ngươi muốn kết thành đạo lữ cùng hành hiệp trượng nghĩa với ngươi ngươi có đồng ý không nào ngờ đạo minh từ cười tít mắt thẳng thừng từ chối không đồng ý nha với lý do đơn giản là độ thiện cảm đầy rồi thì nên đổi mục tiêu kế tiếp rồi khiến cô gái nghe xong tròn mắt đứng hình muốn độ thổ tại chỗ rồi đạo minh tử để mặc cho chỉ hiểu hiểu khóc nức nở réo gọi tên mình lạnh lùng cưỡi cơn đảo vân bay đi miệng không ngừng làm nhảm người tiếp người tiếp nhớ đến tình tiết công lực chỉ hiểu hiểu vừa rồi sở thăng bất giác dùng mình cảm thán may mà đây chỉ là một trò chơi nếu thật sự để mình xuyên không đến thế giới đó chỉ dựa vào những chuyện mình làm thì đủ để mình chết 800 lần rồi nghĩ đến phần thưởng thần bí đang đợi chờ cậu mở ra sở thăng ngay lập tức trở nên phấn chấn cậu ngồi thẳng lưng lên để tay vào con chuột hào hứng nói chuyện không chậm trễ, để mình xem thử phần thưởng thần bí là gì. Trong đầu sở thăng đang tưởng tượng ra những món quà vô cùng hấp dẫn, rốt cuộc là biệt thự lớn, hay là siêu xe, hay là tiền tiêu không hết. Sở thăng nôn nóng click chuột vào nút nhận ngay, giọng hồ hởi háo hức. Nào, tiểu gia ta phát tài phải xem hôm nay rồi. Ngay lập tức một màu vàng lấp lánh chiếu thẳng vào thị giác của sở thăng khiến cậu sung sướng mắt long lanh rạng rỡ. Nhưng ánh vàng lừa người đó nhanh chóng tan biến và được thay thế bằng những dòng chữ, chúc mừng bạn nhận được phần thưởng thần bí hành trình xuyên không tu chân toàn năng sở thăng nhìn sững vào màn hình toát mồ hôi hột hoang mang miệng thốt nhiên bật lên thành tiếng hả à. trên màn hình máy tính lại nhảy tiếp ra dòng chữ mới bạn sẽ xuyên không về thế giới game với tu vi kim đan trải nghiệm cuộc đời tu chân thật thụ phần thưởng thần bí đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của sở thăng khiến cậu há hốc miệng cứng đờ tưởng như bản thân đã hóa đá bên trong máy tính chợt vang lên tiếng nói kéo cậu về với thực tại thông đạo xuyên không đã mở ra mời ký chủ ngồi vững nắm chặt chạm tiếp theo chính thiên minh sở thăng hoàng hồn đứng bật dậy run rẩy kêu lên trời đừng lão tử không muốn quay về hét xong sở thăng cố vùng chạy khỏi ghế nhưng bản thân lại bị một cỗ khí tức thần bí hút ngược trở vào máy tính vài giây sau trên màn hình máy tính chỉ còn năm đầu ngón tay ngoe nguẩy cùng tiếng kêu la thất thanh thảm thiết của sở thăng vọng ra sau đó màn hình máy tính lại chạy tiếp dòng chữ chúc mừng ký chủ xuyên không thành công hệ thống tu tiên toàn năng chân thành phục vụ cho bạn chúc ký chủ phi thăng vui vẻ chuyển cảnh đến nội viện chính thiên minh vào ban đêm bầu trời đầy sao chính giữa xa xa là vầng trăng lưỡi liềm sáng vàng vặc sở thăng sau khi được đưa đến đây thì bắt đầu cúi gập người nôn thốc nôn tháo cậu đứng vịn tay lên bức tường mặt xanh lẻ cau mày mắng mỏ hệ thống ngươi xuyên không không thể nhân tính hóa chút sao mẹ nó khó chịu hơn là liên tục ngồi tám lần thuyền đạo tặc trái với vẻ hậm hực của sở thăng bảng hệ thống mặt tươi như hoa giải thích không gian xuyên không có dao động nhẹ là hiện tượng bình thường xin ký chủ lượng thứ sở thăng quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh rồi lên tiếng hỏi nói ra thì ngươi xuyên ta đến đâu rồi chỗ này sao trông quen vậy hệ thống giơ ngón tay lên vui vẻ giải đáp thắc mắc theo như định vị gps vị trí hiện tại mà ký chủ đang ở là nội viện chính thiên minh nghe nói đây là nơi thuộc quyền cai quản của Chỉ hiểu hiểu sở thăng không rét mà run rẩy nảy la lên cái gì hệ thống chơi cha ngươi điểm cho đời chọn ở chính thiên minh cho lão tử là muốn mạng của lão tử sao mẹ nó mau thả ta về Hệ thống vẫn giữ thái độ vui tươi hòa nhã cười tít mắt đáp, nếu ký chủ muốn về thế giới ban đầu, cần tu luyện đến kỳ đại thừa mới có thể mở chức năng xuyên không vạn giới. Thấy hệ thống nói chuyện tu luyện nhẹ bỡn như ăn cơm bữa, Sở Thăng không kiềm được tức giận điên tiết hét lên, đại thừa con khỉ, mẹ nó ta cũng phải sống được đến lúc đó chứ. Bất thình lình có hai tên đệ tử tuần tra đốt đèn đi tới, hình như bên đó có động tĩnh gì, chúng ta đi xem thử. Sở Thăng liếc mắt ra phía sau giật thót bụng quĩnh quíu cả lên, trời, sắp bị phát hiện rồi cậu vừa cố gắng trèo qua bức tường ngăn cách vừa tự động viên bản thân không được nếu thông báo lên trên bị cô ta phát hiện ta nhất định sẽ chết ta lớn như vậy ngay cả tay của em gái còn chưa nắm qua ta không thể chết ở đây vừa nhảy xuống đất sở thăng liền phát hiện có một căn phòng đang hé mở cửa sổ cậu lướt mắt nhìn vào rồi khẽ tặc lưỡi nói thầm trong phòng này có đèn nhưng không thấy có người mặc kệ tránh đợt kiểm tra này trước rồi nói nghĩ vậy sở thăng cũng nhanh chóng trèo vào trong qua lối cửa sổ vừa ngước mặt lên sở thăng liền giật thót tim khi phát hiện một bóng người đang bước đến gần mình một nữ nhân hình như vừa tắm xong thân thể vẫn còn ướt sũng nước đang quấn khăn bước tới cô đưa tay vén mái tóc đôi mắt khép hờ mơ màng nên chưa nhận ra sự xuất hiện của sở thăng cô cứ vậy bước tới trước mặt của sở thăng những giọt nước ướt đẫm vẫn còn chảy dài trên đôi chân nuột nà trần trụi nhưng chỉ hai giây sau đó bốn mắt khẽ chạm nhau như điện giật cô gái phát hiện có nam nhân lạ mặt đang nhìn mình thì hoảng loạn hết thất thanh sở thăng tối mặt cười gượng gạo như đoán trước kết cục bi thảm của mình cậu cục mắt thở hát ra buông xuôi tự nhủ tạm biệt đời người thấp hèn của ta lần này chơi xong rồi cô gái cảnh giác bước thụt lui về sau đồng thời lắp bắp hỏi ngươi 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 là ai muốn làm gì sở thăng hoảng sợ mồ hôi tuôn như mưa cậu không biết giải thích sao nên bối rối đưa tay vào đầu rồi ngập ngừng nói cái đó nếu ta nói ta xuyên không đến ngươi tin không mỹ nhân đang run lên bần bật này là đại sư tỷ chính thiên minh An Nhiên. Mặt An Nhiên lúc này đang từ từ tối sầm lại, cô mím chặt môi giận dữ cơ thể hơi run lên, khiến thanh kiếm đang đặt trên giá khẽ động đậy bộc phát khí tức kêu rắc rắc. Rồi véo một cái thanh kiếm đã nằm trong lòng bàn tay của An Nhiên, làm Sở Thăng xám mặt kinh hãi. An Nhiên chỉ lưỡi kiếm bén ngót về phía Sở Thăng đồng thời hét lớn, "Đi chết đi, Lưu manh. Sở Thăng kịp thời né đầu sang một bên thất kinh hồn vía kêu lên, "Trời cô làm thật à?" Có gì từ, ôi trời, sở thăng chưa kịp nói ra lời giải thích thì một đường kiếm đã xẹt ngang qua đầu nhưng cậu may mắn ngửa cổ ra sau tránh được bị dồn đến bước đường cùng sở thăng túng quá hóa liều nói nếu vậy thì đừng trách ta xin lỗi nói dứt lời sở thăng như một con ếch nhanh nhẹn nhẹ nhảy vọt về phía trước nhìn đôi mắt rực lửa gian tà cùng hai bàn tay đang sẵn sàng giơ ra của cậu an nhiên hơi hoảng la lên cái cô còn chưa kịp hoàn thành lời nói thì sở thăng đã nhào tới ôm chầm lấy cô rồi nhanh như cắt sở thăng nắm lấy cái khăn tắm đang quấn quanh người an nhiên giật mạnh ra trong nháy mắt cậu lại xoay người cùng chiếc khăn tắm bay ngược ra phía sau an nhiên mặt đỏ bừng xấu hổ nhắm mắt hét lên chửi lưu manh người sở thăng nhếch môi cười nửa miệng trong mắt lóe lên về tinh quang gian tà cậu đứng chống nạnh tay giơ cao chiếc khăn mắt hướng về phía nữ nhân không mảnh vải che thân đang đứng quay lưng với mình mà cười đắc ý bảo này ta xem ngươi làm sao động thủ sở thăng cười tự tin chắc mẩm trong bụng rằng người trong trò chơi này rất cổ lỗ cô ta chắc chắn sẽ vì không bị nhìn hết mà không dám ra tay thả ta đi cậu lướt mắt qua cơ thể nóng bỏng phía trước trong lòng khởi chút tà tâm tuy đối với ta mà nói cũng có tác dụng phụ hơi kích thích để ta cho cô ta thêm chút áp lực hi hi nghĩ là làm sở thăng phấn khích chạy vòng vòng tay giơ cao chiếc khăn lên xoay như tạp kỹ đồng thời lớn giọng thách thức kiếm pháp lúc nãy của cô sắc bén như vậy sao giờ không nhúc nhích nữa nếu cô mặc kệ ta vậy khăn tắm này ta mang đi nhà trong lúc sở thăng mải mê ngắm cơ thể kia đến ngẩn ngơ chảy cả máu mũi thì ở phía bên kia An nhiên đang bộc phát khí tức hét lên đầy giận dữ trả cho ta cô vừa vận dụng linh lực đẩy băng khí ra nhiều hơn vừa gần từng chữ chiếc khăn tắm đó đắt làm đấy An nhiên vừa mở mắt ra hét lớn vừa bất chấp xấu hổ mạnh mẽ lao về phía sở thăng như con báo nhận ra tuyệt kỹ mà an nhiên đang sử dụng sở thăng sờn tóc gáy thét gào trong tâm đây là thế băng bộc của thủy linh kiếm pháp kiếm khí đưa tới như một cơn sóng biển cuộn trào dữ dội đập mạnh vào người đối thủ nhưng một lần nữa sở thăng đã nhanh nhẹn nhảy bật ếch ra sau tránh được cậu nhìn những bọt nước đang bay lởn vởn trước mặt mình mà cắn chặt răng nhớ lại thủy linh kiếm pháp là kỹ năng bùng phát cao thuộc tính thủy duy nhất mà ta sáng tạo ra nổi tiếng với uy lực cực lớn tốc độ khởi động nhanh nhìn mỹ nhân đằng đằng sắc khí đang cầm kiếm bay về phía mình tấn công sở thăng lại trầm tư tự nhủ như là người sáng tạo ra chiêu này thật ra ở trong mắt ta lại có một khuyết điểm chí mạng bùng phát cao của kiếm pháp phải trả giá uy lực của băng bộc sẽ theo đợt tấn công giảm xuống lúc này một kiếm của an nhiên đã chém vỡ bức tường bao quanh khiến đất đá rơi vãi khắp nơi còn sở thăng cũng may mắn nhảy lùi ra sau thoát chết dưới đường kiếm an nhiên quyết không từ bỏ đối thủ cô chừng mắt hung dữ hét lên đừng hòng chạy dâm tặc an nhiên vụt kiếm liên tục về phía sở thăng trong khi cậu cũng bay qua nhảy lại tránh né tài tình mấy chiêu trước mắt nhất định phải né qua dưới phải phải dưới trái vì là người sáng lập nên sở thăng thừa hiểu bản chất của chiêu thức người thường đều bị uy lực lúc đầu nó thể hiện ra lửa cảm nhận uy lực của nó đã giảm xuống đáng kể sở thăng đạp chân trụ đứng lại cậu quyết định đứng yên không nhảy tránh nữa vì cậu hiểu rằng thực tế khi chiêu thức đi đến hồi cuối cho dù là người phàm an nhiên khá bất ngờ với động thái đó của sở thăng tròn mắt kinh ngạc hai lòng bàn tay của sở thăng áp vào nhau giữ chặt mũi kiếm đang lăm le trước mắt mình rồi cậu cười tự tin nói thầm cũng có thể dễ dàng đón được nội lực từ cơ thể sở thăng dần bộc phát mạnh hơn đẩy lùi băng bộc toát ra từ thanh kiếm sau đó có những tiếng rắc rắc nhẹ vang lên thanh kiếm sắc bén bắt đầu có dấu hiệu dạng nứt và không lâu sau nó đã vỡ vụn thành nhiều mảnh trước ánh mắt sững sờ không tin nổi của an nhiên sở thăng thả lỏng bàn tay buông lời châm chọc ha ha cô nương xem ra cô mua phải hàng giả còn trong lòng cười đắc thắng nghĩ thấy sự lợi hại của ta chưa chắc là cô ta bị ta dọa ngây ra rồi nhỉ nhưng an nhiên không những không bị sở thăng dọa sợ mà ngược lại còn nổi trận lôi đình dáng một bạt tay vào mặt của sở thăng dâm tặc ngươi đã làm gì cô nhìn những mảnh vụn của thanh kiếm nằm vương vãi trên sàn nhà mà đau xé lòng run run nói đây là linh kiếm huyền uy ta bỏ ra số tiền lớn mới mua được đó à sau đó an nhiên như người bị kích động sấn tới túm lấy áo của sở thăng giận dữ hỏi dâm tặc ngươi định đền ta thế nào đây cô cúi mặt đau lòng nói tiếp bằng giọng buồn bã tuyệt vọng bảy ngày sau là hội thí rồi không có linh kiếm ta làm sao đối phó với trương vũ hàng của ngoại môn Sở Thăng cảm nhận được nỗi đau đớn trong lòng An Nhiên, khẽ buông tay thả chiếc khăn tắm làm nó rơi xuống đầu của cô gái. Cậu nhìn An Nhiên có chút thần thờ cố nghĩ cách xoa dịu tổn thương cho cô. Nghĩ ngợi một hồi Sở Thăng mới mở miệng nói, "Tuy giờ ta không có tiền, nhưng sau này ta hứa có thể nghĩ cách đền cho cô, giờ gây ra động tĩnh quá lớn dụ người bên ngoài đến cũng không tốt phải không?" An Nhiên sực nhớ ra tình trạng không mảnh vải che thân của mình mặt bất giác đỏ lửng như gấc, đồng thời chủ động buông tay ra khỏi ngực áo của Sở Thăng sở thăng thoát khỏi tay an nhiên liền thở phào nhẹ nhõm nghĩ vù may mà công phu miệng của ta tài tình trong khi đó an nhiên vội kéo tấm khăn che chắn thân người nghiêm túc ngẫm nghĩ đúng vậy người này có thể nhẹ nhàng hủy đi linh kiếm thực lực chắc chắn không đơn giản giờ hắn là cán trong tay mình có lẽ đây là một cơ hội suy nghĩ xong an nhiên quay mặt lại giơ một ngón tay lên ra điều kiện thả ngươi đi cũng được nhưng trừ chuyện bồi thường kiếm ngươi còn phải hứa với ta một chuyện sở thăng giật mình hỏi ngay chuyện gì trong thâm tâm không mong mỏi gì hơn thế. Chỉ cần có thể nhanh chóng rời khỏi đây, không kinh động cô ta thì cái gì cũng được. Giọng an nhiên lại vang lên trả lời, hội thí đệ tử của chính thiên minh vào 7 ngày sau, phần thưởng quán quân là một thanh linh kiếm thượng phẩm. Cô nói mà không dám mở mắt ra, mà hội thí lần này là hai đấu 2 tỷ võ. Sở thăng dường như đoán ra được ý tứ trong lời nói cô gái cất tiếng chen ngang, không lẽ người muốn. An nhiên đưa tay kéo cổ áo của sở thăng gật đầu xác nhận, đúng vậy cô nheo mắt cười danh mãnh nói tiếp ta cần ngươi đoạt quán quân giúp ta nghe lời này từ miệng an nhiên sở thăng không khỏi la hoảng trong lòng cái gì nhìn biểu hiện không mấy mặn mà của sở thăng an nhiên gần giọng chất vấn sao ngươi không chịu sao sở thăng căng thẳng mặt mày ngập ngừng nói cũng không phải không chịu chỉ là hai cô mặc quần áo trước rồi nói lời nhắc khéo của cậu khiến an nhiên đỏ bừng mặt sự chân cô buông cổ áo của sở thăng ra rồi chỉ tay qua trái ra lệnh xoay qua kia Sở Thăng cũng nhanh như máy xoay người lại giơ hai tay lên như không thấy gì hết đáp. Tuần lệnh. Trong lúc An Nhiên đang loay hoay ở tủ quần áo lựa y phục mặc vào, thì phía bên này Sở Thăng nhỏ giọng than phiền. Thật là rõ ràng cái gì cũng nhìn qua hết rồi còn nhỏ mọn vậy. Chợt An Nhiên khẽ nghiêng đầu qua hỏi, ngươi đang lẩm bẩm gì đấy? Sở Thăng giật bắn người vội nói chớ đi. Không, ta đang nói người chịu bỏ qua cho ta đúng là rộng lượng. An Nhiên lóng ngóng kéo chiếc tất dài lên khỏi đùi, nhưng bực mình sẵn giọng mắng, hừ lẻo mép cô vừa dùng tay siết chặt sợi dây eo màu đỏ vừa hắn giọng kể tội tuy thanh linh kiếm đó là thứ quan trọng nhất nhưng đồ dùng trong nhà tối nay bị hỏng ngươi phải đền theo giá của nó sở thăng nghe lời an nhiên không lọt tai chút nào liền ngoảnh phát lại nhếch mày phản bác chờ đó cái đó không phải cô tự đánh hỏng sao môi của an nhiên cong nhẹ tỏ ý cười sau đó cô quay lại tay lắc lư một tấm kim bài kèm theo lời ham dọa nếu không với thân phận của ta chuyện ngươi lén chui vào phòng ta e là có thể truyền đến chỗ của chỉ minh chủ Sở Thăng nhìn tấm kim bài mặt thất sắc la lên: Chính, chính thiên lệnh. Cậu kinh ngạc nhủ bụng, nghe nói chính thiên lệnh có thể triệu tập bách môn chính đạo, mà thế gian này chỉ có ba người có chính thiên lệnh, không ngờ một cái nằm trong tay cô ta. Nghĩ đến đây, chợt đoạn ký ức về căn nhà rách nát ở trong rừng vào một ngày mưa gió năm nào, trượt hiện về vô cùng sống động trong tâm trí Sở Thăng. A à Thăng ta làm được rồi, cái gì, ta không nghe lầm chứ? Chỉ hiểu hiểu người ước sủng nhưng lại tỏ ra vô cùng hào hứng bảo: A à Thăng hôm nay ta tìm thấy đệ tử bằng lòng gia nhập chính thiên minh chúng ta rồi sở thăng vừa lau tóc cho cô vừa tỏ vẻ bất ngờ hỏi hả mưa to như vậy thật sự có oan đại đầu bị cô lửa à Chỉ hiểu hiểu giật lấy chiếc thân tự lau đầu giọng hờn rỗi cái gì oan đại đầu cô ấy là đệ tử đầu tiên của chính thiên minh chúng ta cô nói tiếp bằng giọng vui tươi mắt long lanh dạng người cũng là đệ tử đầu tiên của chỉ hiểu hiểu ta trở lại với thực tại lúc này sở thăng mới bàng hoàng nhận ra danh tính của cô gái đối diện thì ra là cô đại đệ tử chính thiên minh an nhiên an nhiên vừa đưa tay cài chiếc châm lên búi tóc trên đỉnh đầu vừa hừ giọng khinh mạn nói thì ra tên dâm tặc không có mắt như ngươi còn biết danh hiệu của ta rơi vào hoàn cảnh chớ trêu thế này sở thăng thật quá thảm rồi cậu che mặt khóc tức tưởi thầm trách than số phận trời sao lại đúng lúc vào phòng của cô ta vậy thật sự để cô ta nói đến chỗ của chỉ hiểu hiểu ta nhất định sẽ chết an nhiên tiếp tục lên tiếng tự quyết thay sở thăng chuyện bồi thường đã định vậy thì chuyện tỷ võ hội thí ngươi có đồng ý không? Sở Thăng cũng không thể làm gì khác bèn tính kế thỏa hiệp, bề mặt đồng ý trước đã, chờ tìm được cơ hội thì chạy. Suy nghĩ thấu đáo xong, Sở Thăng siết nắm tay trịnh trọng nói, "Được, ta đồng." Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng đột nhiên đóng dầm lại, khiến người Sở Thăng như đóng băng tại chỗ, cơ miệng trơ chú bỗng chốc hóa cứng đờ, chỉ lọt ra một tiếng kêu sừng sốt. An Nhiên ló mặt bên ngoài ô cửa sổ nói như ấn định, "Giờ thần ngày mai phong ấn cửa phòng để đồ sẽ tự giải trừ." ta chờ ngươi ở sân luyện võ sở thăng đập mạnh tay lên bức vách hết lớn không phải ít nhiều cũng cho tấm chăn và lại làm sao đi vệ sinh ê đừng đi chứ để mặc cho sở thăng đập cửa kêu gào an nhiên không buồn quay đầu lại lạnh lùng bỏ đi một mạch sở thăng giơ nắm tay cười bất lực sau đó tuột người ngồi phịch xuống sàn nhà tự cười cợt bản thân hôm qua ta còn là đạo minh tử hô mưa gọi gió không ngờ hôm nay lại rơi vào cảnh này đột nhiên chiếc giỏ đựng đồ dơ để trên chiếc thùng gỗ bên cạnh ngã đổ ra sàn Sở Thăng cầm lên một cái quần chip trắng có đính cái nơ nhỏ màu hồng đỏ bừng mặt lẩm nhẩm. Nói đi nói lại, lúc trước khi chơi game không thấy, không ngờ ăn mặc của thế giới này lại tiên tiến vậy. Bất thình lình từ phía sau Sở Thăng, một cô nhóc tóc hồng len lén xuất hiện cất giọng dù gì lành lạnh. Ồ, thì ra chủ nhân tạp ngư còn có sở thích này sao? Khiến Sở Thăng vừa nghe thấy đã lạnh gáy toát mồ hôi hột kinh hoàng. Ở bên ngoài An Nhiên đi được một đoạn thì khẽ quay mặt khó hiểu, vì cô thoáng nghe được tiếng đùng rầm từ phòng để đồ vang lên lồng lộng ở bên trong cô nhóc tóc hồng đầu u lên một cục đau đớn khóc than hu 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 ký chủ không biết thương hương tiếc ngọc chút nào cô nhắm mắt ôm đầu khóc như mưa người ta nói sao người ta cũng là hệ thống tu tiên toàn năng của người sở thăng nhận ra nét tương đồng giữa cô nhóc và bảng hệ thống liền cau mày kêu lên thì ra là ngươi sở thăng tức giận nhào tới kéo má bé hệ thống mặt mày hung tợn gầm lên như một con sư tử đói nói gì mà thương hương tiếc ngọc ngươi ném ta đến chỗ nguy hiểm như vậy có nghĩ qua thương hương tiếc ngọc ta không bị bạo hành bé hệ thống chỉ biết khóc thét lên đau 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 chẳng phải người ta đã cho ngươi tu vi kim đan rồi sao còn muốn người ta thế nào nữa sở thăng nhớ tới cấp bậc phân chia cảnh giới trong game càng giận run người quát lớn cấp của trò chơi này chỉ chia làm hậu thiên tiên thiên tông sư và tiên lấy đâu ra kim đan cậu nổi điên lấy chiếc quần chip trồng vào đầu bé hệ thống xả một tràng nộ khí và lại người truy sát lão tử ai nấy đều là tiên vương thánh thần ngươi chỉ cho ta kim đan có tác dụng gì bé hệ thống toát mồ hôi hột kêu lên quao, wow, không thấy nữa. Sở thăng để mặc cô nhóc đang khó khăn của quạng, xoay người đi nghiến răng canh kết quyết định tự thân vận động. Không được, đêm dài lắm mộng, ngày mai phải tìm cơ hội bỏ chạy. Chuyển cảnh đến sáng ngày hôm sau, chú gà trống oai vệ đứng co chân trên cành khô ngoác mỏ gáy một chàng kêu gọi ánh bình minh. Sở thăng tay cầm nhánh cây đầu đội lá ngụy trang chui ra cười hớn hở nhủ thầm. He he, đại sư tỷ chính thiên minh thì sao? Sao ta có thể ngoan ngoãn nghe lời đến sân luyện võ? dù sao thì ta đâu phải đệ tử chính thiên minh chắc chắn phải nhân cơ hội này mau bỏ chạy sở thăng vừa nhẩm tính trong đầu vừa ẩn mình trong bụi cây từng bước di chuyển trên quảng trường trống trải nào ngờ bên trên có hai nữ đệ tử của chính thiên minh phát hiện ra và đang đưa tay chỉ trỏ bàn tán sôi nổi sư tỷ người xem chỗ đó có một bụi cỏ biết động ghê tởm quá đi chắc là tên biến thái không có mắt nào đó chúng ta đi bẩm báo đại sư tỷ chợt có tiếng ồn ào khiến sở thăng tò mò ló đầu ra khỏi bụi cây hóa trang trong thấy một đám đông huyên náo ở đằng xa cậu hiếu kỳ tự hỏi, xảy ra chuyện gì rồi, tụ nhiều người như vậy, Sở Thăng Quả đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lúc này ở chỗ đám đông, một tên công tử vừa ngậm hoa hồng vừa cất tiếng gọi, "Nhiên Nhiên, ngươi thật sự không suy nghĩ tổ đội với người đẹp trai anh tuấn như ta sao?" Tên đang đứng ảo tưởng tự luyến này là một đệ tử ngoại viện chính minh tông, tên Trường Vũ Hàng. Hắn đứng thấp hơn An Nhiên một cái đầu, nhưng lại thừa tự tin khẳng định, "Tin là cô phối hợp với bổn công tử" nhất định là trời sinh một cặp. Một người đứng xem tỏ vẻ bất bình che miệng nói nhỏ, lại là Trương Vũ hàng này, nhà lớn nghiệp lớn làm sằng làm bậy thì thôi đi, lại còn dám có ý với đại sư tỷ. Người bên cạnh chỉ tay về phía Trương Vũ hàng bất mãn nói, ai bảo hắn có người cha cấp đại tông sư, không chọc nổi không chọc nổi. Phía sau bọn họ Sở Thăng đang khom người nhón gót bước qua. A Nhiên đứng khoanh tay trước ngực không nói tiếng nào nhưng trong lòng bực bội chửi thầm, tên ăn chơi phiền quá đi, bổn tiểu thư từ chối 10 lần rồi còn không từ bỏ. Rồi cô không thèm để mắt đến hắn nữa lạnh lùng quay mặt đi, đồng thời chán ghét bảo, "Cút." Lời đuổi thẳng của người đẹp như sét đánh xuống người Trương Vũ Hàng, khiến hắn bẽ mặt muốn hóa đá tại chỗ. Nhưng hắn không dễ dàng buông tha cho An Nhiên, nhanh chóng chạy vụt tới ngang tầm với cô, rồi đen mặt tức giận đe dọa, "Cô đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Có tin là ngày mai Trương gia ta cắt đứt trợ cấp với chính Thiên Minh không? Đến lúc đó Minh chủ truy cứu, cô chắc chắn không tốt lành gì." An Nhiên đã không ưa càng thêm chán ghét trong lòng cắn chặt răng mắng thầm chậc lại còn dám uy hiếp ta ta ghét nhất loại tôi lấy quyền mưu tư thấy cô ưu tư không nói trương vũ hàng càng thêm đắc ý hỏi sợ rồi sao an nhiên nhìn vô định về phía đám người vây quanh xoay trở đầu óc tình kế phải nghĩ cách thoát thân nào ngờ lại phát hiện thấy bóng dáng lén lút quen thuộc của sở thăng an nhiên tia mắt về phía cậu cao giọng ra lệnh ngươi đứng lại cho ta trương vũ hàng ngơ ngác nhìn theo hướng mắt của an nhiên không hiểu gì hết an nhiên như cơn gió trong nháy mắt đã tốc biến ở ngay sau lưng sở thăng mỉm cười gần giọng ngươi tốt nhất là giải thích rõ tại sao lại ở đây sở thăng tái mặt sợ hãi mồ hôi ra ướt cả mặt nhưng vẫn lươn lẹo đối đáp ta nói ta lạc đường rồi cô tin không an nhiên đột nhiên choàng vai sở thăng nói nhỏ từ sau này mới truy cứu chuyện ngươi bỏ chạy giờ thành thật chút phối hợp ta ngươi tên gì cậu quay qua tròn mắt nhìn sững an nhiên lúng túng đáp sở à không đúng ta tên tần thọ ở phía sau trương vũ hàng chứng kiến hết hành động thân thiết mà an nhiên dành cho sở thăng bành cao có tự hỏi nhiên nhiên sao vậy hắn là ai đã tìm được đường binh hợp lý an nhiên quay đầu lại cười tươi như hoa bảo ngại quá về vấn đề tổ đội ta đã quyết định cô nắm lấy cánh tay của sở thăng trịnh trọng tuyên bố cùng đội với đạo lữ của ta học đệ tần thọ sở thăng giờ đây cũng chỉ biết tùy cơ ứng biến đỏ mặt bối rối thừa nhận a ha ha trước cái tin xét đánh trương vũ hàng ôm mặt thô lố mắt hét lên ngươi nói gì? An Nhiên kéo sở thăng nhanh chóng rời đi, đồng thời vẫy tay chào. Vậy đi, tạm biệt, để mặc trưng vũ hàng tức run người kêu lên. Chờ. Hàn nghiến răng canh kết như muốn nuốt chửng tình địch, rồi tối mặt ra lệnh cho gia nhân đứng phía sau. Đi, điều tra rõ lai lịch của tên tần thọ này cho ta. Người này nhận lệnh xong liền gật đầu làm theo. Trương Vũ Hàng mặt mày bây giờ không khác gì ác quỷ, giận dữ nhủ thầm, dám cướp đàn bà của bổn công tử, bất luận thế nào hắn chết chắc rồi một lát sau ở một nơi nào đó trong nội viện chính thiên minh sở thăng ấn ngón cái xuống bên dưới cái tên tần thọ trên một tờ giấy in dấu vân tay xong sở thăng đưa ngón tay lên miệng liếm vết máu đồng thời nghi ngại nói chỗ các người không có màu ấn sao nhất định phải dùng máu để in dấu tay an nhiên phấn khích giật phất bản khế ước lên xem rồi vô cùng thản nhiên đáp bình thường mà nói viết tên là được nhưng ai bảo ngươi không giữ chữ tín chứ ta chỉ có thể sử dụng cách lấy máu làm khế ước này sở thăng thoáng giật mình một cái rồi ngờ ngợ hỏi lại lấy máu làm khế ước sao nghe có chút giống phong cách của ma giáo vậy an nhiên giọng tỉnh bơ xác nhận ngươi đoán không sai đây chính là tâm ma huyết thệ chỉ minh chủ họ từ ma giáo người làm trái sẽ tâm mạch nghịch lưu chết ngay tại chỗ giờ ta không sợ ngươi len lén bỏ chạy nữa sở thăng nhớ đến hai cái dấu vân tay đỏ thẫm của cậu và an nhiên nằm cạnh nhau trên bàn khế ước bất giác toát mồ hôi lạnh hóa đá kêu lên cái gì an nhiên phe phẩy tấm giấy trên tay hí hửng chạy ra cửa miệng không quên thả lại một câu như đúng rồi phí ghi danh ta trả giúp người trước sau này nhớ trả chung một thể để lại phía sau sở thăng đang ôm đầu dối não hoảng loạn tái mặt thầm than thở tiêu rồi lần này thật sự không chạy được nữa khoan hãy nói chắc chắn sẽ bị trì hiểu hiểu phát hiện một kim đan kỳ như ta đánh loại sinh tử đài này nhất định sẽ chết đang đau khổ không biết làm cách nào chợt một ý tưởng lướt ngang qua đầu sở thăng chờ đã kim đan sau đó sở thăng chạy ù đi kiếm bảng hệ thống lúc này em nó đang ngủ say sưa ly bì không biết trời trăng mây nước đến nỗi sở thăng nhìn mà sôi máu cầm em nó lắc mạnh gọi giật ngược ê ê tỉnh lại hệ thống tu tiên tệ hại ba ngày mà ở đây ngủ à vừa thấy em nó mở mắt sở thăng vội hỏi ngay tu vi kim đan mà ngươi cho ta so với đệ tử của chính thiên minh thế nào hệ thống không hiểu gì hết nhưng vẫn thật thà trả lời đương nhiên là không có tính so sánh rồi ký chủ đột nhiên hỏi cái này làm gì nó dương đôi mắt to tròn dạng người nhìn sở thăng vẻ mong đợi hỏi tới sao vậy ký chủ sở thăng không trả lời nó mà đột ngột cười vang ha 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 theo như tiểu thuyết mạng mà lúc trước sở thăng xem đệ tử tông môn thường đều là luyện khí trúc cơ kỳ nghĩ đến đây sở thăng nhất môi cười gian trá nhủ thầm cho dù là thực lực mũi nhọn của chính thiên minh kim đan kỳ như ta nói sao cũng mạnh hơn đệ tử thường chứ nhỉ nhưng ngay sau đó sở thăng lại băn khoăn tự phản bác không đúng trương vũ Hằng là con cháu thế gia trong tay chắc chắn có pháp bảo giết người vượt giới cho dù người khác không sao ta cũng phải nghĩ cách phòng hắn nhầm tính kế trong đầu xong sở thăng liền xoay qua hỏi em hệ thống ê ê có công cụ phòng ngự lợi hại gì cho ta không hoặc cho chút tiền ta tự mua cũng được em nó nghe hỏi thì ngay lập tức ra vẻ ta đây hữu dụng dễ dãi đáp được hệ thống tu tiên toàn năng lập tức thỏa mãn yêu cầu của ký chủ sau đó bảng hệ thống liền chạy những dòng thông báo chúc mừng ký chủ mở khóa nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ 1, và mặt lão tổ trương gia nhiệm vụ 2, tùy ý đi dở váy một nữ tu chú thích nhiệm vụ trên có thể lựa chọn nhiệm vụ Sở Thăng xem sơ qua liền tỏ thái độ bất bình nói: "Không phải nhiệm vụ này của ngươi là đang đùa với ta sao? Ai đi hoàn thành chứ?" Sở Thăng lấy tay vỗ vào ngực mình tỏ ra thanh cao nghiêm túc bổ sung thêm: "Hơn nữa nhiệm vụ hai này, Sở Thăng ta giống loại người làm mấy chuyện không đúng đắn này sao?" Hệ thống không tranh cãi với Sở Thăng chỉ bồi nhẹ thêm một câu: "Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ trăm linh thạch." Tỏ ra Ngọc Khiết băng thanh là thế vậy mà 3 phút sau, Sở Thăng quay lại với một bên má bị tát sưng vù còn hằn rõ năm dấu tay bên trên mà lớn tiếng đòi nợ hệ thống ta dở xong rồi tiền đâu khiến em nó nhìn thấy không khỏi toát mồ hôi hột hạn hán lời không lâu sau đó tại trương thị đoạn bảo các người trưởng quỹ với bộ ria mép xoăn tít làm điểm nhấn gương mặt đặt một tấm giáp khiên lên quầy cười tít mắt giới thiệu mời ngươi xem trong môn này có thể làm ra loại phẩm cấp này ngươi không tìm được cái thứ hai đâu sở thăng đưa ngón tay chạm thử vào vật phẩm có chút đánh giá cao nói cái này trông không tệ sau đó sở thăng cầm tấm khiên lật qua lật lại xem xét rồi tỏ vẻ hoài nghi hỏi nhưng nó có thật là có thể đỡ tấn công dưới kim à tiên thiên cảnh không vị trưởng quỹ không chút đắn đo mạnh dạn đảm bảo ngươi yên tâm cửa hàng giả một đền 10 nói đỡ được là có thể đỡ được sở thăng không tin tưởng khẽ lấy tay bẻ nhẹ thử nào ngờ một tiếng rắc sắc lạnh vang lên tấm khiên vậy mà bị sứt mẻ một mảng lớn sở thăng nhìn mảnh vỡ trên tay hoang mang kêu lên a à, ta còn chưa dùng sức sao nó đã tự vỡ một miếng rồi ngươi chắc là chất lượng không thành vấn đề chứ lão trưởng quỹ thạnh quá vội giật lại tấm khiên cười lấp liếm đổ thừa cái này cái này chắc là thợ rèn của bọn ta lúc rèn có sai sót ông ta cười xuề xòa nói thêm sai sót là chuyện thường tình mong người hiểu cho hay là người xem linh kiếm này đi đồng thời hai tay đưa ra một thanh kiếm cho sở thăng sở thăng cầm thanh kiếm lên xem nhưng tỏ vẻ không hài lòng cảm giảm ta cần đạo cụ phòng hộ ông cho ta thanh kiếm làm gì lão trưởng quỹ cười tự tin quảng bá ha ha khách quan ngươi đừng xem thường thanh khôn linh kiếm này nó không những có thể tự động hộ chủ lúc chiến đấu thậm chí có thể đỡ một đòn toàn lực của cao thủ tiên thiên tam trùng trong lúc lão trưởng quỹ đang nhắm mắt thao thao bất tuyệt về vật phẩm thì sở thăng ở đối diện đưa tay búng nhẹ vào lưỡi kiếm nào ngờ động tác đó khiến thanh kiếm gãy làm đôi phần kiếm gãy rơi ra cắm xuống mặt quầy gây nên tiếng động ngay lập tức thu hút sự chú ý của sở thăng và lão trưởng quỹ ông ta tưởng như mình thấy ma mặt mày tái mét toát mồ hôi lạnh hét lên không thể nào sao lại vậy phía bên này sở thăng tức giận chỉ mặt lão mắng té tát không phải chứ cửa hàng của các người cho dù muốn chém khách cũng không thể qua loa vậy được lão trưởng quỹ rút khăn lau mồ hôi đang diện ra ướt đẫm gương mặt miệng gượng cười hứa hẹn ha 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 khách quan xin người đừng để bụng mấy món đồ tiếp theo nếu có vấn đề nữa đồ trong cửa hàng người tùy ý lấy thế là không phút trần trừ ông ta lôi những vật phẩm khác ra giới thiệu cho sở thăng nào người xem cái này lại xem cái này còn có cái này. Lúc này ở chỗ cửa thông với phòng bên trong, một bóng đen đang khẽ dở màn lén lút quan sát nhất cử nhất động của hai người bọn họ. Người bên trong có một vết sẹo trên má phải, đứng thám thính mà đôi lông mày cứ nhíu lại đầy hoang mang căng thẳng. Chuyển cảnh đến bên trong một gian phòng bí mật, sau khi nghe ông lão tóc bạc báo cáo tình hình điều tra về sở thăng, Trương Vũ Hàng không khỏi kinh ngạc kêu lên. À, hắn tức giận ném mớ giấy tờ cùng cuộn văn thư đang xem dở vào mặt ông ta mà cao giọng mắng chửi. Phế vật, ngay cả một thân phận cũng không tra ra được bổn công tử cần ngươi làm gì ông lão hoàng sợ vội quỳ thụp xuống đất run rẩy giải thích trương trương công tử bớt giận trong ngoài viện chính thiên minh tiểu nhân đều tra qua rồi vốn không có người tên tần thọ trương vũ hàng nghe máu nóng dồn lên não giận dữ quát lớn hơn trong minh không tìm được thì ra ngoài minh tìm chỉ phát triển thân hình không phát triển não phải không chợt cái tên rình mò ở cửa thông của đoạn bảo các hớt hơ hớt hải chạy vào bẩm báo với giọng hoảng loạn thiếu đông ra không hay rồi có người đập tiệm rồi Trương Vũ Hàng hơi nhếch mày khó hiểu sẵn giọng bắt bẻ. Đập tiệm ư? Trong tiệm nhiều cực phẩm binh nhận đạo cụ phòng hộ, các người lấy đi phòng thân còn sợ đập tiệm. Tên mặt thẹo mồ hôi và như tắm, đáp lại bằng giọng lắp ba lắp bắp như gà mắc dây thun. Nhưng nhưng, người đó đập hết binh nhậm và đạo cụ phòng hộ trong cửa hàng rồi. Ở bên ngoài quả thực mọi thứ đều vỡ vụn dưới tay của Sở Thăng, lão trưởng quỷ vì kinh hoàng quá mà ngồi ngất luôn trước quầy. Trương Vũ Hàng nghe kể mà không khỏi điên tiết gầm lên, ngươi nói cái gì? Hắn giận tối tăm mày mặt, vừa xoắn tay áo lên vừa nghiến răng canh kết chửi mẹ nó bổn công tử muốn xem thử tên nào không có mắt dám đập kinh doanh của nhà chúng ta chứng kiến sức mạnh của sở thăng tên mặt thẹo hoảng hốt la lên ngăn cản thiếu đông ra đừng manh động người đó e là một cao thủ người đích thân ra mặt e là sẽ bị thiệt nghe tên mặt thẹo đề cao đối thủ lên tận mây xanh trương vũ hàng càng thêm tức giận tột độ hắn túm áo tên mặt thẹo kéo mạnh đồng thời lớn giọng thách thức cao thủ thì ghê gớm lắm sao hả bổn công tử không đi chẳng lẽ mong tên quỷ nhất gan ngươi chống sân sao? đúng lúc đó một lão nhân xuất hiện phía sau trương vũ hàng giọng âm trầm nhận xét tiểu tử này nói đúng nếu hắn có thể hủy toàn bộ pháp bảo mà ta tạo ra vậy ngươi đúng là không đủ hắn xem tên mặt thẹo chỉ tay về phía người mới đến hừ mũi phách lối hỏi ai lại dám xuất khẩu của ngôn với thiếu đông ra bỏ ta nào ngờ trương vũ hàng nổi điên đá mạnh vào chân của tên nô tài chửi đồ ngu quỳ xuống cho ta khiến tên này đau đến run rẩy thân người la oai oái sau khi trừng phạt tên mặt thẹo xong trương vũ hàng mới xoay lưng lại ôm quyền kính cẩn thưa hậu bối trương vũ hàng bái kiến trưởng lão trước mặt tên công tử họ trương lúc này là một lão nhân mắt lóe tinh quang khí tức bao quanh thâm hiểm khó lường lúc này trong đoạn bảo các tiếng của sở thăng vang lên đầy tức giận các người cũng quá đáng quá đi cậu vừa đập tay lên tấm giấy cam kết có đề dòng chữ giả một đền mười già trẻ không hiếp được dán ở trên tường vừa nổi trận lôi đình chỉ mặt lão trưởng quỹ chửi Lấy một đống hàng giả ra lừa ta thì thôi đi Bây giờ ngay cả lời mình nói cũng không nhận Nói là đền mười đâu Lão trưởng quỹ nước mắt chảy dài khổ não dài bày Đồ trong cửa hàng đều để người đập hết rồi Thật sự không còn đồ cho người nữa Trợt sở thăng chỉ tay về phía chiếc hộp đang được đặt trang trọng ở đằng kia ngờ vực hỏi Hết rồi Trong cái hộp đó là gì Lão trưởng quỹ quay đầu lại hoàng hồn ấp úng đáp Cái Cái đó Đó là bảo vật chấn tiệm của cửa hàng Là vật không bán sở thăng nghe vậy thì càng thêm tò mò cậu vươn tay tóm lấy chiếc hộp rồi cười khoái trá bảo để ta xem thử lão trưởng quỹ mặt cắt không còn một giọt máu vội la lên ngăn cản vị khách quan này không được rồi ông bất lực ôm lấy một bên chân của sở thăng khổ sở van nài khách quan dơ cao đánh khẽ trong khi đó sở thăng đang đưa tay mở chiếc hộp với tâm trạng vô cùng háo hức vật không bán vậy có nghĩa là đồ tốt nhưng vừa trông thấy thứ bên trong sở thăng lại cho mày vẻ thất vọng nhìn cái mặt nạ màu xanh dương với ngũ quan được xếp lộn xộn bên trên sở thăng kinh ngạc bột miệng hơ thứ quỷ này là rồi cậu lấy chiếc mặt nạ ra vừa xoay tít nó trên đầu ngón tay với vẻ khó hiểu vừa gãi má lẩm bẩm tự hỏi đây chẳng phải là trang bị giáp mà lúc trước ta thay sao sao trở thành bảo vật trấn tiệm rồi lúc này đám người của trương vũ hàng cũng đang lộc cộc đi tới nhìn thấy sở thăng máu nóng dồn lên não trương vũ hàng sừng sộ chừng mắt quát lớn ra lệnh bắt lấy cho ta trong nháy mắt một cái gì đó xẹt tới túm lấy sở thăng khiến cậu giật mình làm đánh rơi cả chiếc mặt nạ bị hai tên to con lực lưỡng giữ lấy hai bên cánh tay cưỡng chế sở thăng hoảng hốt la làng ngươi các ngươi muốn làm gì lúc này trương vũ hàng mới cười hình hệt bảo được lắm thì ra là tiểu tử ngươi không ngờ tự tìm đến rồi lão trưởng quỹ đứng dậy luyến quýnh gọi thiếu đông ra sở thăng cũng nhận ra người quen nhất mày bực bội gầm gừ là ngươi Trương Vũ Hàng bày ra một nụ cười gian ác, rồi lấy ra một con dao sắc bén. Hắn vừa thẻ lưỡi liếm lưỡi dao vừa vênh mặt biến thái nói. Hôm nay bổn công tử phế ngươi, xem ngươi làm sao cướp đàn bà với bổn công tử. Đến lúc đó ngươi chỉ có thể ở bên cạnh nhìn bổn công tử và nhiên nhiên. Kha kha. Thầy hắn cầm dao khạnh khạng bước về phía mình, sở thăng hai chân giày rụa la thất thanh. Đồ khốn, ngươi muốn làm gì? Tiếng trương vũ hàng vọng tới chế nhạo. Đừng lo, đầu cắt xuống sau khi ta xử lý xong, sẽ đưa về cho người lưu niệm. Sở thăng mặt xám ngét mồ hôi tuôn như tắm hét lên chửi. Đáng chết, ngươi biến thái à, tránh xa lão tử ra một chút. Hành động đi liền với lời nói, sở thăng theo bản năng tự vệ đưa chân ra sút vào cằm của Trương Vũ Hàng một cái. Cước tung chân đó vậy mà đá Trương Vũ Hàng bay vọt lên trên cắm người lên trần nhà. Thấy vậy một tên đang giữ tay sở thăng vội thả cậu ra hoảng hốt la lên, thiếu đông ra, người có sao không? Sở thăng nhìn cảnh này cũng ngạc nhiên kêu thầm trong bụng, Ôi trời, ta cũng không dùng sức mà, chẳng lẽ là phương thức lừa đảo mới. Cú đá trời dáng của sở thăng làm những người bên ngoài đường phố chú ý mà bàn toán sôi nổi. Bên đoạn bảo các hình như phát ra tiếng vang lớn thì phải. Hả? Có không? An nhiên đang đi dạo gần đó nghe vậy cũng xoay đầu qua nhìn. Thừa lúc tình hình rối ren, sở thăng nhanh trí giật tay ra khỏi tên còn lại, đồng thời vơ lấy chiếc mặt nạ vùng ra, mặc kệ, tam thập lục kế, chuồn. Đột nhiên vị trưởng lão bên trong xuất hiện lạnh giọng gọi lớn, khoan. Đập cửa hàng của ta còn đã thương hàng nhi, ngươi còn muốn đi đâu? Vừa khép tội ông ta vừa bộc phát một cỗ khí tức áp chế sở thăng, khiến cậu cứng đơ không thể bỏ chạy. Sở thăng toát mồ hôi lạnh, từ từ quay đầu lại nuốt nước bọt thầm cảm thán. Khi thế đáng sợ quá, đây là ai? Hai tên thủ hạ vai u thịt bắp vội quỳ dạp xuống đất tôn kính hành lễ, trưởng lão trong đầu sở thăng bỗng dưng hiện lên đoạn đối thoại nhận xét về gia thế của trương vũ hàng lại là tên trương vũ hàng này ỷ gia nghiệp lớn làm sằng làm bậy thì thôi đi vậy mà còn dám có ý với đại sư tỷ ai bảo hắn có người cha cấp đại tông sư không chọc nổi không chọc nổi nhớ đến đây sở thăng biến sắc trột dạ kinh hãi nhủ thầm chờ đã hắn là trưởng lão trương gia nếu cha của trương vũ hàng là đại tông sư vậy trưởng lão nhà họ chẳng phải là nhìn vị trưởng lão gương mặt âm trì đằng đằng sát khí đang hội tụ linh lực bàn tay chuẩn bị trừng phạt mình sở thăng lạnh xương sống nghĩ đến danh sưng địa tiên không để cho sở thăng phải chờ đợi lâu phía bên kia vị trưởng lão đã đưa bàn tay mình ra tung trưởng miệng dõng rạc hô to hạo thiên vận viêm trưởng phía bên này sở thăng nhìn thấy một luồng khí tức như gió lốc đang vần vũ lao như bay về phía mình thì hoảng loạn hét lên chờ đã có gì từ từ nói nhưng không còn kịp nữa đòn tấn công đã ở ngay trước mặt sở thăng trong lúc bức bách không biết làm sao cậu quấn cứu moi đại chiếc mặt nạ giấu trong ngực áo ra che chắn. Một tiếng nổ đùng chói tai vang lên khiến đoạn bảo các lung lay, vụn gỗ khói bụi văng tùng lung khắp nơi, làm những người đi đường bên ngoài nhìn thấy cũng thất kinh hồn vía. Trong lớp bụi mờ mịt đang dần tản ra, có một cái bóng đen quen thuộc đang đứng bất động. Sở thăng đưa tay vuốt ngực hú hồn nói, hửm, sao không đau chút nào, cậu nhìn chiếc mặt nạ trên tay nghi ngại thầm tự hỏi, chẳng lẽ là vì mặt nạ này, sức phòng ngự cao vậy sao? Nhìn thấy sở thăng vẫn an toàn sau cú trưởng của mình, vị trưởng lão nhíu mày đam chiêu, có thể đỡ một đòn của lão phu mà không chút thương tổn nào, dùng pháp bảo đón một trưởng của lão phu sao? Quá tức giận ông ta mặt mày đỏ gai, đôi mắt tóe linh quang tàn ác, đồng thời đưa tay ra vận dụng linh lực mạnh hơn gầm lên. Hôm nay lão phu muốn xem thử ngươi đón được mấy chiêu, vận viêm thôi tinh chảo. Tiếp chiêu, nói dứt lời ông ta mang theo cường khí lao như bay về phía sở thăng tấn công, khiến cậu kinh hoàng cứu lưỡi la lên nghe nghe người ta nói chuyện đã an nhiên bất ngờ xuất hiện chắn ngang trước mặt sở thăng đưa kiếm ra đỡ đòn cô trừng mắt gắt lên trong chính thiên minh cấm tư đấu sở thăng vội ôm cứng đùi của an nhiên nước mắt ngắn dài giọng ủy khuất cầu cứu ngươi phải bảo vệ tốt ta nếu ta chết tiền nợ ngươi không ai trả nữa an nhiên nhìn xuống đỏ bừng mặt gian đe ngươi còn ôm bừa ta tăng gấp đôi lãi đấy vị trưởng lão trương gia thu lại liễm khí tức hừ lạnh một tiếng An Nhiên tức giận xé cổ áo của sở thăng lên nghiến răng chất vấn. Chuyện này là sao? Sao ngươi lại chọc phải trưởng lão trương gia? Sở thăng hoảng sợ mồ hôi tuôn lục đục nhưng vẫn mạnh miệng chỉ trích. Còn không phải nhà họ bán toàn hàng giả. Nói là giả một đền mười mà không nhận. Tính ra thì ít nhất chém ta mấy trăm vạn linh thạch. Sau đó họ đã động thủ giết ta. Nghe nhắc tới tiền mắt của An Nhiên sáng rỡ lên. Lầm nhầm lặp lại. Mấy trăm vạn linh thạch sao? Rồi cô quay qua vị trưởng lão đứng thẳng người cao giọng làm chủ, Vị lão tiền bối này, giả sử lời hắn nói là thật, vậy theo quy tắc của các người. Ta khuyên người mau chóng đem linh thạch cần đền đưa cho ta. Không, là vị học đệ tần thọ này. Hành động đó khiến không chỉ sở thăng mà cả vị trưởng lão cũng ngớ người đứng hình. Nhưng ngay sau đó vị trưởng lão xa sầm mặt lạnh giọng hỏi. Các ngươi thật sự muốn đối địch với trương gia ta sao? Đừng quên ai ở sau lưng ủng hộ chính thiên minh. An nhiên vừa làm hành động rút kiếm ra khỏi vỏ tỏ thái độ cứng rắn vừa cao ngạo tuyên bố. Vì hơn trăm vạn linh thạch, đắc tội Trương gia thì sao? Cho dù dùng sức mạnh của chính thiên lệnh cũng không tiếc, trong lòng cô thầm nhủ, ta không có ý phá hoại quan hệ hai bên, chỉ mong Trương gia tuân thủ quy tắc của mình. Sở Thăng thấy An Nhiên muốn đối cứng với Trương gia thì điếng hồn la lên, đại sư tỷ lời tỷ nói ra trái ngược với trong lòng rồi. Cậu lo lắng thầm nghĩ, đại sư tỷ này cũng không đáng tin, có cách gì tốt không? Rồi quay đầu dòm giáo giác xung quanh tính kế, rất nhanh cậu đã tìm ra được lối thoát. Sở Thăng nhìn về phía Trương Vũ Hàng mặt đầy máu đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, trong đầu liền nảy ra ý tưởng, thiếu gia Trương gia này rơi xuống rồi, bên cạnh còn có giấy viết. Nghĩ đến đây Sở Thăng nhếch môi cười đắc ý, gương mặt nhìn gian không thể tả. Phía bên này an Nhiên đã rút kiếm ra khỏi vỏ đang thủ thế chuẩn bị đối địch với vị trưởng lão. Mặc dù khẩu khí hùng hổ nhưng cô vẫn băn khoăn nghĩ ngợi, chiêu thức của trưởng lão Trương gia này tàn độc, không thể tùy tiện hành động. Phía bên kia vị trưởng lão cũng gườm mắt nhìn An Nhiên thầm ngẫm nghĩ, cô ấy có thể đỡ được vận viêm thôi tinh trảo của ta, không thể xem thường. Trong lúc hai người đang âm thầm ước lượng khả năng của đối phương, thì sở thăng đột ngột la lên, ê lão già, nhìn bên này, khiến cả hai giật mình cùng lúc quay mặt qua nhìn. Sở thăng một bên giữ tay trưng vũ hàng một bên dơ cao tờ giấy cười tươi bảo, giấy nợ ta đã bảo thiếu chủ các người viết xong rồi, lần sau phải chuẩn bị xong 300 vạn linh thạch nha. Nội dung trên tờ giấy như sau, Giấy nợ Trương gia Trương Vũ hàng nợ tần thọ tổng cộng 300 vạn linh thạch. Có hiệu lực từ hôm nay, trong đó còn có dấu vân tay lấy từ máu ấn điểm dưới cái tên Trương Vũ Hàng và Tần Thọ. Vị trưởng lão xem xong không khỏi sốc tận óc hét lên. Cái gì? Sở thăng không để cho ông ta vội phản ứng đã ba chân bốn cẳng cầm tờ giấy bỏ chạy, còn phấn khích ngoác miệng chào tạm biệt. Bye bye, ở phía sau An Nhiên cũng nhanh chóng chạy theo cậu rời đi. Cô vừa chạy vừa nói với theo, ta liều mạng đến giúp cậu, lấy được linh thạch nhớ chia ba bảy sở thăng quay lại hỏi cô muốn ba phần sao nhưng an nhiên thầm lam nói là ta bảy phần nhìn hai bóng người rời đi mà vị trưởng lão không có bất kỳ hành động ngăn cản nào tên thủ hạ ngơ ngác hỏi trưởng lão cứ như vậy để họ đi sao vị trưởng lão không đáp chỉ lạnh lùng bảo mang hàng nhi về phủ chữa trị trước đi ông ta cười ẩn ý bảo đồ của trương gia ta không phải ai cũng có mạng lấy ông ta nghĩ đến chiếc mặt nạ đang dắt trên thắt lưng của sở thăng giọng đầy tự tin khẳng định, để tiểu tử này trở thành dung khí hồi sinh lão tổ tông đi. Chuyển cảnh đến một căn phòng nào đó trong chính thiên minh, một đôi bàn chân nuột nà của ai đó đang dơ lên khỏi mặt nước sóng sánh. An nhiên không mặc quần áo ngồi gọn lỏn trong chiếc chậu tắm, một chân để trên thành chậu, tay chống cầm nhàn nhã cất tiếng gọi, tiểu thọ tử. Tần thọ, lấy giúp ta miếng xà bông, sở thăng đang quỳ phủ phục bên ngoài tấm vách ngăn nghe vậy liền nhanh nhảu đáp, được, đại sư tỷ cậu cầm cục xà bông đi lại chỗ tấm vách nhỏ tiếng cảm giảm. Nhưng, sau khi đã đưa cục xà bông cho An Nhiên, sở thăng chỉ vào chiếc còng trên tay mình bức xúc hết lớn. Tại sao tỷ phải còng ta với tỷ chung với nhau? An Nhiên vừa lấy xà bông trà sát thân người vừa lạnh lùng đáp. Đừng lớn tiếng kêu gào, còn nữa xoay đầu lại đi. Rồi cô đứng thẳng người dậy, thân thể ẩn hiện dưới làn hơi nóng mờ ảo. Giọng điềm nhiên nói tiếp, bây giờ ngươi không phải ngươi, là 300 vạn linh thạch ta làm vậy đều là vì bảo vệ an toàn của ngươi. Sở thăng ở bên ngoài bực bội nhỏ giọng chửi, hư nói đến cùng còn không phải thèm linh thạch của ta, cô hạ tiện. An nhiên cúi mặt trầm tư nghĩ ngợi, có 300 vạn linh thạch này thì có thể tạm thời ổn định tình hình chính thiên minh, chỉ mong sư tôn có thể mau chóng xuất quan. Rồi an nhiên lên giọng nhắn nhủ, cho nên trước đại thí ngươi không được phép rời khỏi tầm mắt của ta. Ở bên ngoài sở thăng vừa nói biết rồi biết rồi vừa láo cá co giò bỏ chạy, nào ngờ an nhiên giơ tay giật mạnh sợi dây kéo về khiến sở thăng mất đà ngã chồng vó cậu bất lực giơ bàn tay đang bị khóa chặt của mình lên khổ sở nghĩ quả nhiên với tu vi kim đan kỳ của ta muốn thoát khỏi chính thiên minh vẫn hơi khó khăn rồi lại toát mồ hôi lạnh tưởng tượng tiếp và lại chạy một cách hiên ngang như vậy bị trì hiểu hiểu phát hiện chắc chắn sẽ chết rất thảm đột nhiên sở thăng nhớ ra một thứ thầm reo lên đúng rồi cậu lấy chiếc mặt nạ đã cướp được ở đoạn bảo các gia cười thích thú nói mặt nạ này chỉ là đạo cụ rác ta dùng trong thời kỳ khai hoang, nhưng lại có chức năng chặn linh khí. nhìn ngắm nó một hồi, Sở Thăng lại vuốt cầm khó hiểu thầm tự hỏi, nhưng tại sao nó có năng lực ngăn cản tấn công của địa tiên? Chẳng lẽ là người của Trương gia đem thứ rác này cường hóa đến đầy cấp? Lúc này ở phía sau tiếng an nhiên khẽ vọng lại, Tiểu Thọ Tử thêm chút nước nóng cho ta. Không nghĩ ra câu trả lời, Sở Thăng bèn lên tiếng cầu viện hệ thống: Ngươi có chức năng quét không? Nghe cậu gọi bé hệ thống xinh đẹp cũng xuất hiện. Cậu vừa châm nước nóng cho An Nhiên vừa trò chuyện với hệ thống, xem thử đạo cụ này có khác biệt thuộc tính với cái lúc đó ta dùng không. Bé hệ thống đứng khoanh tay hờ hững đáp, "Ngại quá tạp ngư ký chủ, hệ thống tạm thời chưa mở khóa chức năng." Sở Thăng chừng mắt nhìn em nó vẻ bực dọc hỏi, "Hệ thống ngươi sao không có năng lực gì cả? Ta cần ngươi làm gì?" Bé hệ thống cảm thấy oan ức nói như hét vào mặt cậu, "Còn không phải tài trọng mang ngươi xuyên không đến quá lớn, điều này mới dẫn đến việc mất số liệu hệ thống." sở thăng mặt gian trá cười bẽn lẽn nói vậy thì thật là ngại quá có thể để ta xuyên về để ngươi hồi phục lại như ban đầu không bé hệ thống biết tổng mưu đồ của sở thăng nên đưa đôi mắt thâm sâu nhìn cậu đồng thời chỉ mặt cậu vạch trần tạp ngư ký chủ định bỏ nửa đường sao nếu đã chấp nhận món quà xuyên không thì phải cố gắng có trách nhiệm với ta sở thăng đứng dựa vào tấm vách thở hát ra vẻ chán trường nói có trách nhiệm sao trong thế giới thần quỷ yêu ma hoành hành này Ngươi bảo một tu sĩ kim đan kỳ nhỏ bé như ta có thể làm gì chứ? Đột nhiên bé hệ thống bay tới trước mặt cậu cười tươi bảo, "Thật ra tu vi của ngươi cũng không phải không thể nâng cấp." Sở Thăng nghe vậy liền tóm ngay lấy bé hệ thống đen mặt gian hoa nói, "Ta biết ngay ngươi chắc chắn còn giấu, bây giờ nhờ ngươi giúp ta tu hành." Bé hệ thống mặt đỏ gay hốt hoảng la lên, "Đồ khốn, phương thức tấn thăng mà ta nói không ở trên người ta, còn nữa đừng sờ vào bên trong nữa." Sau khi tát vào má Sở Thăng một cái bốc khói, bé hệ thống xoay người lại đứng khoanh tay trước ngực kiêu ngạo diễn giải phương thức tấn thăng mà ta nói là tìm lại số liệu game bị mất của ngươi sở thăng sau khi ăn tát ngoan ngoãn quỳ trên sàn nhà như một chú cún nghe vậy mắt đẫm lệ nhưng khấp khởi hy vọng hỏi ồ làm sao tìm lại bé hệ thống nghiêm túc giải đáp số liệu trò chơi của ngươi bây giờ giải rác ở từng hang cùng ngỏ hẻm trong toàn bộ đại lục mấy số liệu này chắc chắn sẽ thất lạc ở những nơi ngươi đã từng chơi qua cũng có nghĩa là muốn thu thập số liệu biến mạnh thì ngươi phải một lần nữa thông qua trò chơi chân thật này sở thăng nghe xong nhất môi cười gian tà rồi túm gọn lại một câu nói cho cùng chẳng phải là bảo ta chơi lại trò chơi này sao rồi cậu cười lớn vẻ mặt vô cùng tự tin phát biểu tiếp vậy thì đơn giản thế giới này còn có trò chơi nào mà sở thăng ta không qua được bé hệ thống khoái chí vỗ tay đông đốp không quên thòng thêm một câu nói hay lắm nhưng cũng phải nhớ kiếm thêm linh thạch cho ta tu sửa hệ thống nha Đột nhiên An Nhiên ở sau tấm vách nói vọng ra, "Ngươi đang tự lẩm bẩm gì đó, mau thêm nước nóng cho ta." Sở Thăng giật mình xoay mặt lại mau mắn đáp, "Được, thêm ngay." Sở Thăng đổ nước nóng cho An Nhiên nhưng lại quay qua bé hệ thống nhắc nhở, "Đúng rồi, lúc trước nhiệm vụ vào vào mặt lão tổ của ta chẳng phải hoàn thành rồi sao? Phần thưởng nhiệm vụ đâu?" Bé hệ thống sẵn giọng khó chịu đáp, "Ta nói là bảo ngươi vào mặt lão tổ, không phải bảo ngươi đánh mặt trưởng lão nha." Sở Thăng ngơ ngác hỏi lại, "Ngươi có ý gì?" Trong lúc cậu chưa tiêu hóa được lời giải thích của bé hệ thống thì chiếc mặt nạ cậu dắt ở thắt lưng tự dưng bộc phát linh khí dữ dội. Khí tức cường hãn thoát ra như cuồng phong, khiến tấm vách ngăn cách bị bật tung ra ngã đổ xuống sàn. An Nhiên đang tắm cũng hết hồn hết vía. Rất nhanh luồng khí đó ngưng kết thành một cái đầu to lớn cười quỷ dị. Bao nhiêu năm rồi, mấy tên nhãi con này cuối cùng cũng tìm được dung khí thích hợp cho ta rồi. Thân hồn của lão tổ trương ra hiện ra chỉ ngón tay nhọn hoắt về phía sở thăng cười man trá hỏi. Tiểu quỷ, chuẩn bị hiến cơ thể của mình chưa chuyển cảnh đến trương phủ giọng ai đó vang lên đầy tức giận nghe nói trong chính thiên minh có một tiểu tử đánh hàng nhi bị thương rồi sao ngay sau đó có tiếng đáp trả đúng vậy gia chủ đại nhân một lão già lụng khụm ra vẻ nhăn nheo ngồi trên ghế khí tức phẫn nộ tỏa ra phừng phừng móc miệng hung dữ chất vấn bị người ngoài ăn hiếp trèo lên đầu đại trưởng lão ngươi lại có thể khoanh tay không làm gì mà quay trở về rồi sao vị trưởng lão điềm tĩnh đáp gia chủ bớt giận Ông ta lấy tay vân vê một bên dâu vẻ vô cùng đắc ý, rồi cười khoai trí giải thích. Ta không ra tay là vì tiểu tử đó lấy đi mặt nạ thánh linh chứa linh hồn của lão tổ tông. Đúng lúc có thể để lão tổ tông đoạt xá hắn, trong đại thí có lợi cho trương gia ta hơn. Gia chủ trương gia nghe xong lý do thì cũng dịu cơn giận, thu lại khí tức hạ giọng bình phẩm, thì ra là vậy. Phụ thân quả thực cũng đã lâu không lấy nhục thân hành động rồi, chắc là muốn mượn cơ thể của tiểu tử đó ra chơi. Rồi lão ta đứng dậy khoát tay nói tiếp, đúng lúc mượn chuyện này để hàng nhi nhìn rõ hiện thực sắp xếp chắc nhã với nó vào chung một phòng tiến hành chữa trị đi trưởng lão trương ra thoáng giật mình hỏi với vẻ nghi ngại gia chủ đại nhân người đã thật sự nghĩ đến việc muốn hợp tác với thế lực đó sao gia chủ trương gia quay mặt vào trong miệng lộ ra nét cười gian trá trả lời chỉ hiểu hiểu còn đang bế quan bây giờ đang là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay vị trưởng lão nghe vậy cũng đã hiểu dụng ý của gia chủ liền ôm quyền đáp rõ ta đi sắp xếp gia chủ trương gia nhếch mày cười hung hiểm lầm nhầm. Tiếp theo, chỉ cần chờ vị đó đoạt xá thành công, tọa chấn chỉ huy là được. Dù sao thì đó là phụ thân của Lão Phu, đệ nhất thiên tài trong lịch sử từ trước đến nay của trương gia, trương vũ ca. Quay trở lại chỗ của sở thăng và an nhiên, Lão tổ trương gia vừa đưa tay bộc phát khí tức vừa cười đắc thắng bảo, lũ nhóc, giờ ta để các ngươi xem thử cái gì gọi là hắc thủ. Không thể ngồi yên được nữa, an nhiên đưa tay vừa lấy chiếc khăn tắm, Cô nhanh chóng quấn nó lên người rồi cầm kiếm ra lệnh. Có cao thủ, 300 vạn tần thọ mau trốn ra sau lưng ta. Sở thăng cảm thấy vướng víu không thoải mái vội hét lên. Ta cũng nghĩ vậy, cô mau mở còng tay cho ta đi. Phía bên này thần hồn lão tổ đã tung chiêu chắc hồn hắc diệm về phía bọn họ, đồng thời lạnh giọng phán. Các ngươi ai cũng đừng hòng chạy, hắc khí từ tay ông ta như những hỏa diễm khổng lồ lao như bay xuống dưới. An nhiên chúng đòn ngã bật ra kêu lên đau đớn, hư a, à, không ngờ lại nhận lấy một đòn tấn công trực tiếp vào linh hồn. Nhìn cảnh An Nhiên đổ gục xuống sàn nhà bất tỉnh nhân sự, Sở Thăng sợ vãi đái thét lên, "Đại sư tỷ, tỷ đánh bại hắn trước mới ngất à. Vị lão tổ khâu trần trừ tung ra một đòn hắc diệm khác, miệng cười khoan khoái thách thức, "Còn ngươi, có dám so tài với hắc diệm của ta không?" Thấy Sở Thăng ngây người dương mắt nhìn lên, ông ta cười tự mãn bảo, "Không dám phải không? Vậy thì ngoan ngoãn bị đốt sạch linh hồn, trở thành cơ thể của Trương Vũ Ca ta đi." hắc diệm bao lấy thân thể sở thăng theo đốt khiến cậu đau đớn la thất thành những tưởng mình đã nghèo tiêu đời rồi nhưng cảm giác nhịp thở vẫn bình thường sở thăng cũng từ từ mở mắt ra cậu nhìn bàn tay mình đang được lớp hắc khí bao bọc cháy phừng phừng thì kinh ngạc kêu hửng một tiếng sở thăng khó hiểu lẩm bẩm lạ thật sao không có chút cảm giác nào hết vậy rồi cậu ngồi xếp bằng trên nền đất ngây người vuốt vuốt cầm tự hỏi chẳng lẽ vì ta là người xuyên không cho nên không có linh hồn thấy sở thăng ngồi im bất động trương vũ ca ở bên trên liền ngoác miệng cười khoái trá nhanh như vậy đã không còn động tĩnh nữa sao linh hồn đúng thật là nhỏ yếu ha ha hi nhóc con giờ cơ thể của ngươi thuộc về lão tổ tông ta rồi nói dứt lời trương vũ ca huyễn hóa thần hồn thành vô số luồng khí đan sen vào nhau tập kết về vị trí giữa trán của sở thăng từ từ thâm nhập vào không gian tâm thức của cậu trải qua một khoảng không đen tối cuối cùng trương vũ ca cũng đáp chân xuống một không gian minh mông trống trơn Lão quay đầu ngó trước ngó sau vẫn không phát hiện được gì khó hiểu kêu lên. Sao trong không gian thần thức của tiểu tử này không có gì cả? Không lẽ là một tên ngốc? Chợt có một bàn tay bất thình lình từ phía sau đưa tới vỗ mạnh vào vai Trương Vũ Ca, khiến lão bị dọa hết hồn hết vía. Lão ta xoay người lại phóng ra mấy đốm lửa đen thui tấn công, đồng thời hung dữ hét lớn, tiểu tử thì ra muốn dụ ta vào đánh lén, ăn chắc hồn hắc diệm của lão tổ ta. Thấy mấy cục màu đen hình thù quái dị lao vun vút về phía mình, bé hệ thống giật bắn người la lên. Thứ gì? Rồi chỉ bằng một cái chém tay em nó đã khiến chúng vỡ nát và trở nên vô hại. Trương Vũ ca chứng kiến cảnh này không khỏi lồi mắt ếch kinh hãi. Ôi trời! Chắc hồn hắc diệm của ta. Sau khi nhìn kỹ nhân vật ở trước mặt Trương Vũ ca lại tròn mắt hoang mang. Chờ đã! Sao linh hồn của tiểu tử ngươi lại là đàn bà? Chẳng lẽ ngươi là nhân yêu sao? Đột nhiên một cú ra chân của ai đó đưa tới đạp thẳng vào mặt của Trương Vũ ca. Kèm theo thanh âm đáp trả. Ta nhân yêu đại gia ngươi đấy. Khiến lão ta méo mặt hộc máu miệng tại chỗ. Trương Vũ ca như trái bóng bị đá bay lộn mèo ra xa, còn người vừa ra đòn hiên ngang đứng chống hông dõi mắt nhìn theo. Trương Vũ ca một bên má sưng vù đỏ tấy, vừa đứng lên vừa bực tức hàm hè, đừng tưởng trong cơ thể có hai linh hồn thì ghê gớm lắm, bổn lão tổ một đánh hai vẫn để các ngươi đều bay lên. Sở Thăng hai tay khoanh trước ngực chậm chậm tiến lại lạnh giọng hỏi, "Ô trong không gian ý thức của ta, ngươi còn muốn giở trò sao?" bé hệ thống đứng chống nạnh phía sau tỏ ý không hài lòng quắc mắt sửa lưng. Nói chính xác chỗ này là không gian hệ thống của ta. Lão tổ trương ra nhìn thấy rõ dung nhan của người đối diện thì toát mồ hôi hột bàng hoàng lắp bắp. Đạo, đạo minh tử. Trương Vũ ca nhớ lại trước đây, lão chỉ là một tên tiểu tốt trong muôn vạn người đứng từ xa ngắm nhìn, rồi bất giác đồng tử co lại kinh hoàng tuột độ. Thầm tự vấn trong lòng, đây chẳng phải là đạo minh tử làm rối loạn cả thế giới đó sao, còn nhớ trận đại chiến ngàn năm trước đó ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn bóng hình đáng sợ đó của đạo minh tử linh hồn của hắn sao lại ở trong cơ thể của tiểu tử này chẳng lẽ cũng là đoạt xá ư nghe trương vũ ca gọi mình là đạo minh tử sở thăng lúc bấy giờ mới nhìn lại bản thân mình rồi tròn mắt sửng sốt kêu lên ai sao ta biến trở về bộ dạng ban đầu rồi bé hệ thống hất mặt điềm nhiên giải thích không gian hệ thống mà trong tình trạng không ảnh hưởng ngoại giới đương nhiên có thể tự định nghĩa rồi nghe bé hệ thống nói vậy Sở thăng đưa ánh mắt gian tà nhìn cô nhóc phút cầm cười cười nói. Cũng có nghĩa là, ta cũng có thể tùy ý đổi trang phục cho ngươi rồi. Bé hệ thống hoảng hốt lấy hai tay che ngực đỏ mặt hét lên. Ngươi đừng hòng, đổi trang phục cho ta rất mắc đó. Bỗng nhiên Trương Vũ ca trượt quỳ trên nền đất, rồi dập đầu lia lịa hoảng loạn van xin. Lão tổ trương ra Trương Vũ ca có mắt không thấy thái sơn. Mong đạo minh tử đại nhân tha mạng cho ta, khiến sở thăng trông thấy không khỏi buột miệng hết hồn. Sở Thăng đứng chống nạnh nghiêng mặt nhìn Trương Vũ Ca nhếch mày thắc mắc, ngươi là lão tổ của Trương gia, sao lại ở trong mặt nạ? Lão ta mồ hôi tuôn như mưa cười xòe xòa đáp, tiểu nhân cảnh giới quá thấp, vì sống sót sau khi chết, đem linh hồn phong ấn vào trong mặt nạ. Lão ta vừa nói tới đây thì Sở Thăng bất ngờ đưa tay và mạnh vào mặt lão một cái ói nước. Trong lúc Trương Vũ Ca ôm mặt đau đớn kêu la và không biết tại sao mình bị tát, thì phía bên này Sở Thăng chìa bàn tay về phía bé hệ thống ta đã vả mặt của lão tổ trương ra rồi mau đem phần thưởng cho ta em nó lỏ mắt ngơ ngác nhìn cậu rồi hừ giọng bảo xem như vận may của con tạp ngư ngươi không tệ nói xong bé hệ thống búng tay một cái liền đem một cầu hỏa vàng rực đưa về phía sở thăng nè đây là phần thưởng nhiệm vụ sở thăng đưa tay ra nhận lấy mặt vui tươi reo lên quao wow, truyền thuyết màu vàng nhưng khi nhìn kỹ phần thưởng thực tế trên tay sở thăng hú hồn la lên ái cùng lúc đó bảng hệ thống vang lên âm báo chúc mừng ký chủ nhận được thần khí vạn cổ hồn phiên sở thăng ném cái được gọi là thần khí xuống đất đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn bé hệ thống tức giận gào lên ham dọa ngươi gọi quần lót là vạn cổ hồn phiên phải không có tin là giờ ta kéo hồn phiên của ngươi xuống không bé hệ thống vẫn giữ nét mặt bình tĩnh giơ một ngón tay lên giải thích đây là thần khí hệ thống nghiêm túc không biết dùng chỉ có thể trách ngươi không biết xem hàng nghe cô nhóc nói vậy sở thăng bất đắc dĩ cầm cái quần lót lên quan sát kỹ lại nội tâm thốt nhiên có chút dao động nghĩ. Nhưng hoa văn trên chiếc quần lót này thực sự mang lại cảm giác mạnh mẽ quen thuộc, không thể chỉ xem bề ngoài, thử hiệu quả trước đi. Nghĩ vậy cậu nắm cây vạn cổ hồn phiên bắt đầu vẫy nhiệt tình, ứng ừ với hành động đó hệ thống cũng hiện ra thông báo, dùng đạo cụ tiêu hao 100.000 linh thạch, linh thạch của ký chủ không đủ, xin hãy nạp thêm. Sở thăng một lần nữa ném cây vạn cổ hồn phiên xuống đất điên tiết chửi, 100.000 linh thạch, sao ngươi không đi trộm? bé hệ thống biểu tình y chang lúc nãy, còn tỏ ý cười cợt bảo, trộm làm gì nhanh bằng ép buộc ký chủ kiếm tiền chứ. Sực nhớ ra điều gì đó sở thăng thay đổi sắc mặt la lên, đúng rồi. Cậu ngoảnh đầu về phía sau nhìn đăm đăm Trương Vũ Ca, bộ mặt toát lên vẻ ma giáo hỏi. Hình như Trương gia các người khá là có tiền phải không? Lão tổ nhìn thấy bộ dáng đáng sợ đó thì toát mồ hôi lạnh giật mình kêu ái một tiếng. Cùng lúc đó ở bên ngoài thần thức, sở thăng phấn khích giơ hai tay lên trời la lớn cứ quyết định vậy đi, khiến cọng dây nối giữa tay cậu và An Nhiên cũng đứt ra. Sở thăng siết nắm tay hồ hởi nói, giả vờ bị đoạt xá đi lừa tiền của Trương gia. Trương Vũ ca cũng mỉm cười nịnh hót, lão tổ ta nhất định tận vật lực Trương gia. Lấy lòng của đại nhân đạo Minh Tử, bé hệ thống mắt long lanh sung sướng bật ngón tay cái lên khen, hiếm khi ký chủ tạp ngư có ý hay như vậy. Tiếng reo vui của sở thăng vừa hay cũng làm An Nhiên đang nằm bất tỉnh trên nền đất thức dậy, he hé, hé mắt ra nhìn. Chuyển cảnh đến Trương Phủ, Trương Vũ Hàng sốt ruột hỏi, sao lão tổ tông còn chưa về nữa? Lão gia chủ trương gia nhíu mày lo lắng tự hỏi, không lẽ gặp chuyện ngoài ý muốn gì rồi? Rồi ông ta đột ngột hét lên lấy uy, im miệng hết cho ta. Các người đang nghi ngờ thực lực của cha ta sao, khiến đám người đang đứng ồn ào bên dưới bất giác sợ hãi im thiên thít. Vị trưởng lão thầm cầu nguyện trong đầu, lão tổ tông tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, ta không gánh nổi tội lớn như vậy đâu. Trương Vũ Hàng thì bực bội thầm tự đặt nghi vấn, lão tổ tông nghĩ gì vậy, vậy mà ông ấy và an nhiên đều nhìn chúng tên nhà quê đó đúng lúc này có một tên từ bên ngoài chạy vào cấp báo gia chủ đại nhân có một thiếu niên tên tần thọ cầu kiến lão gia chủ nghe vậy nét mặt liền chuyển sang mừng rỡ hạ lệnh tốt quá rồi để hắn vào rồi ông lớn tiếng dặn dò những người khác cha sắp về rồi các người khơi dậy tinh thần nên đón cho ta mọi người nghe vậy liền đứng thẳng người trang nghiêm đồng tâm đáp Sở thăng bước vào trông thấy một lực lượng hùng hậu đang đứng chờ đón mình thì có chút thấp thỏm nói thầm, không cần hoành tráng vậy chứ. Rồi cậu liếc mắt về phía sau hỏi thăm dò, sau khi ngươi đoạt xá về nhà, có ám hiệu gì cần phải khớp với họ không? Trương Vũ ca bị hỏi bất ngờ khẽ đưa tay vuốt cằm ngập ngừng đáp, hơ cái này. Ngẫm nghĩ một hồi lão ta cười lớn mách nước, người cứ nói, các con thân yêu của ta, ta về rồi là được. Sở thăng nhìn lão khẽ bụt miệng ngạc nhiên, ồ vậy sao? rồi cậu xoay mặt lại khẽ đưa tay che miệng ho khụ khụ để lấy hơi trương vũ ca ở phía sau cười gian rác nhủ thầm nhóc con tuy linh hồn của ngươi là đạo minh tử nhưng cơ thể trông không mạnh lắm chờ ngươi nói ra lời như vậy với người của trương gia họ chắc chắn sẽ băm ngươi thành thịt vụn chuẩn bị hơi hám kỹ càng xong sở thăng đứng chống nạnh cười sảng khoái y hệt trương vũ ca nói lớn ha ha hi bọn nhóc lão tổ tông của các ngươi về rồi lão gia chủ trương gia cúi mặt xúc động lắp bắp cách nói chuyện này Cha, người về rồi. Con trai dẫn con cháu Trương ra. Cung nghênh cha hồi sinh trở về. Vừa nói lão gia chủ vừa hạ người quỳ xuống. Những người khác ngay lập tức làm theo đồng thanh hô to. Cung nghênh lão tổ hồi sinh trở về. Sở thăng đưa tay ra hiệu cho họ đứng lên. Ưng bình thân hết đi. Đồng thời quay mặt ra sau liếc nhìn Trương Vũ ca đen mặt thầm ham dọa. Lão già quả nhiên đang lừa ta. Lát nữa ta để ngươi bay lên. Nhìn biểu cảm đó Trương Vũ ca run sợ xoay mặt nhìn đi chỗ khác. Mồ hôi túa như tắm lão gia chủ trương gia tin tưởng cha mình đã đoạt xá được cơ thể của sở thăng nên không chút phòng bị tiết lộ lần này đại thí hoang cốt bí cảnh có cha tọa chấn trương gia chúng ta nhất định có thể giành được thắng lợi có được chìa khóa bảo khố của tông môn sở thăng nhanh chóng hòa mình vào vai diễn lim dim mắt đáp ừm ừm đương nhiên bất chợt sở thăng nghiệm ra điều gì đó hớt hải la lên chờ đã hoang cốt bí cảnh sao cậu nhớ đến vùng đất hoang tàn phủ đầy hài cốt rồi trợn mắt sợ hãi thầm tự hỏi vậy chẳng phải là nhớ đến đứa đệ tử thân yêu có mái tóc dài màu xanh lam luân hồi diêm quân y linh sở thăng ớn lạnh kêu thầm trong bụng địa bàn của y linh